Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh audio review sách của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến bạn cuốn sách Nghệ thuật thuyết phục lòng người trong kinh doanh. Tác giả Jackie Harper. Thuyết trình. Nếu bạn có cảm giác không thích thú lắm với thuyết trình hay xuất hiện cảm giác bối rối khi phải đứng trước đám đông để trình bày về vấn đề mà không có sự chuẩn bị. Tin tốt ở đây là chúng ta không đơn độc, nhưng tin chưa tốt là từ những cách giao tiếp hàng ngày tới những công việc quản lý cấp cao cho một tập đoàn hoặc những nguyên thủ đối với đối nội đối ngoại cấp quốc gia. Tất thảy đều đòi hỏi một điểm chung duy nhất là kỹ năng trình bày. Ngay cả khi có những người biết điều đó, nhưng không phải ai cũng biết làm sao cho bài thuyết trình hấp dẫn đầy đủ. Khi nắm bắt được điều đó, tác giả Harper đã viết cuốn sách Nghệ thuật thuyết phục lòng người trong kinh doanh nhằm giải đáp những thắc mắc trong việc trình bày ý kiến cũng như có một sự chuẩn bị tốt nhất cho bài thuyết trình trước đám đông. Sau đây là một vài đoạn review ngắn các bạn có thể tham khảo trước khi tìm đọc cuốn sách hữu ích này. Và bạn có thể đặt mua ngay cuốn sách này cho mình qua đường liên kết tôi đặt trong phần mô tả ngay bên dưới video. Cảm ơn bạn. Nghệ thuật thuyết phục lòng người trong kinh doanh là một cuốn sách thuộc thể loại kỹ năng và kinh doanh. Cuốn sách tập trung phát triển một phong thái chuyên nghiệp, không chỉ ở giao tiếp trực tiếp mà còn ở tất cả các hình thức khác của giao tiếp bằng lời nói. Cuốn sách cung cấp những lời khuyên cụ thể, hữu ích dành cho bạn và tất cả những ai đang trên con đường trở thành nhà quản lý, để có được một phong cách giao tiếp chuyên nghiệp, thuyết phục được lòng người, mang lại hiệu quả tối đa trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Cuốn sách này cho độc giả thấy được việc thoải mái chính là chính mình. Việc thoải mái là chính mình sẽ tạo ra một hiệu ứng vô cùng hiệu quả trong giao tiếp. Hãy thoải mái trong việc sử dụng ngôn ngữ bản thân, sử dụng lời lẽ giản dị trong giao tiếp, thay vì lúc nào cũng phải gò bó mình trong những nguyên tắc giao tiếp kinh doanh. Cuốn sách này là dành cho ai? Bạn là một nhà lãnh đạo với nhiều kinh nghiệm, hoặc bạn là một tay mơ mới bước vào thế giới của những nguyên tắc quản lý với nhiều thách thức và kỳ vọng. Bạn cũng đang tìm kiếm những ý tưởng mới cho các bài thuyết trình của mình thêm phong phú, sáng tạo. Bài thuyết trình của bạn có thể là một hội nghị được tổ chức với sự tham gia của vài trăm người, hoặc một cuộc họp thân mật với thành phần tham dự chỉ dưới 100 người, hoặc chỉ đơn giản là khi bạn trình bày một vấn đề nào đó với một ai đó. Cuốn sách phù hợp với tất cả những trường hợp muốn trình bày ý kiến từ đơn giản tới đẳng cấp cao, với vai trò diễn giả tên tuổi hoặc một cuộc trò chuyện hàng ngày. Jackie Harper là một tác giả có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao tiếp, từ công việc tại đài Burberker, các chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo tại Crystal Business Coaching, nghiên cứu giọng nói con người, hình ảnh và các kỹ thuật lập trình ngôn ngữ tư duy NLP, đào tạo kỹ năng điều hành tại viện Hudson. Kinh nghiệm làm việc đã giúp tác giả sử dụng những ý tưởng, hiểu biết và trải nghiệm để đúc kết lại trong cuốn sách này. Cuốn sách giá trị và cần thiết với thời đại công việc tiên tiến. Tại sao cuốn sách này phù hợp với kinh doanh? Việc trình bày một ý tưởng một cách hiệu quả sẽ tạo ra niềm tin và tính xác thực cao trong một cuộc giao tiếp. Từ đó, quyết định tới thành công hay thất bại của một giao dịch, một hợp đồng hoặc một đối tác. Bên cạnh đó, khi nhà lãnh đạo nắm trong tay kỹ năng thuyết trình tự tin sẽ tạo cảm giác tin tưởng cho các nhân viên của mình, dễ dàng thúc đẩy năng suất và sáng tạo trong kinh doanh. Tại sao cuốn sách này phù hợp với lĩnh vực giao tiếp? Một cuộc hội thoại đạt chất lượng sẽ bao gồm hai yếu tố chính, phong thái chuyên nghiệp và kỹ năng thuyết trình. Tất nhiên cũng sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh với tính chất của cuộc nói chuyện, nhưng kỹ năng và phong thái sẽ không thể thiếu. Cuốn sách sẽ giải đáp trăn trở nên nói những gì, sử dụng ngôn ngữ hình thể như thế nào, nên nghĩ như thế nào để nhằm mục đích bảo đảm chất lượng của cuộc giao tiếp. Bạn sẽ học được gì sau khi đọc xong cuốn sách?
Cuốn sách nói về các kỹ năng sử dụng phong thái thuyết trình, tác phong dưới dạng ý tưởng. Các ý tưởng được sắp xếp theo 4 phần: ngôn từ, ngoại hình, cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Ngoài ra, cuốn sách cung cấp một mô hình giao tiếp hiệu quả. Dù trong trường hợp giao tiếp hàng ngày hoặc trường hợp bất ngờ phải phát biểu trong một buổi nói chuyện nào đó. Mô hình BRIBE. Mô hình này được đi sâu trong 5 chương đầu tiên của nội dung cuốn sách. Do đó, để áp dụng được kỹ năng giao tiếp, các bạn nên đọc lần lượt 5 chương đầu tiên. 4 phần của cuốn sách được chia thành 15 chương độc lập, đã bao gồm 5 chương của mô hình BRIBE. Do đó, độc giả có thể bắt đầu đọc ở chương nào thực sự cần thiết trước. Trong audio này, tôi sẽ chia thành 2 phần. Phần đầu tiên tập trung vào mô hình BRIBE và phần tiếp theo sẽ tóm lược lại ý 10 chương từ chương 6 tới chương 15. Bạn đang lắng nghe audio review sách Nghệ thuật thuyết phục lòng người trong kinh doanh. Audio này được hỗ trợ bởi website thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Phần 1: Mô hình BRIBE. Mô hình BRIBE là gì? Đây là mô hình giúp cho người thuyết trình, người trình bày ý kiến có thể truyền tải thông tin và ý tưởng của mình một cách rõ ràng, hấp dẫn và đầy đủ. BRIBE là một chuỗi các từ viết tắt bao gồm B, begin, khởi đầu ấn tượng; R, reinforce, nhấn mạnh ý tưởng; I, involve, thu hút; B, bold, tự tin và táo bạo; E, end, kết thúc, uy lực. Chương 1: Khởi đầu ấn tượng. B. Việc mở đầu trong một bài thuyết trình, diễn thuyết luôn là phần có vai trò quan trọng trong quyết định kết quả của bài nói. Do đó, phần mở đầu luôn được đầu tư và chú trọng về mặt thời gian của hầu hết các diễn giả nổi tiếng. Để có được một phần mở đầu thu hút, cần phải có nhiều kỹ thuật kết hợp. Mục tiêu về mặt cảm xúc, mục tiêu về thông tin, tổng quan bài thuyết trình, móc câu. Một phần mở đầu ấn tượng phải có đầy đủ tính xúc cảm, liên kết người nói và người nghe, tính đầy đủ về mặt thông tin, WIIFM, không thiếu cũng không được quá tải, bao quát được tổng thể bài thuyết trình nhưng không quá đi sâu vào nội dung nhỏ. Và một kỹ thuật thu hút người nghe đặc biệt được lấy tên là móc câu. Ví dụ, một lời trích dẫn, một hình ảnh có tác động mạnh, sự ngạc nhiên, sự tò mò. Chương 2: Nhấn mạnh ý tưởng. R. Việc nhấn mạnh ý tưởng trong một bài thuyết trình là cần thiết, bởi vì để nhận định được đâu là thông điệp xuyên suốt của một phần hay toàn bộ bài. Tuy vậy, không ít những sự nhấn mạnh cố ý làm cho bài thuyết trình gây cảm giác lan man. Để tránh được những vấn đề không đáng có, cuốn sách cung cấp một số những kỹ năng cần thiết để nhấn mạnh ý đầy thuyết phục, hấp dẫn, như là sự lặp lại. Bằng cách làm rõ thông điệp cốt lõi của bài thuyết trình và tóm tắt chúng trong một vài từ. Sau đó, lựa chọn nhấn mạnh thích hợp như từ đầu tiên và từ cuối cùng, từ hiếm gặp, từ được nhấn mạnh bằng cử chỉ, từ chủ đề. Sử dụng mô hình hỏi đáp khá lý tưởng để có thể nhấn mạnh ý. Bạn có thể đặt câu hỏi về thông điệp để tương tác với khán giả, tăng tính liên kết. Bên cạnh đó, việc dùng những từ ngữ mang tính chất nhấn mạnh cũng đóng góp phần quan trọng trong việc nhấn mạnh một ý kiến nào đó, như là chắc chắn, minh chứng, mạnh mẽ, khổng lồ. Chương 3: Thu hút ý. Thu hút khán giả là một điều tối quan trọng trong quá trình thuyết trình. Để quyết định được nội dung truyền tải có thu hút được nhiều người hay không, nó không chỉ nằm ở chủ đề nóng hổi, mang tính thời cuộc, mà phần lớn trong đó tới từ khả năng của người diễn đạt. Chương 3: Tập trung giải quyết câu hỏi. Làm thế nào để giao tiếp bằng mắt hiệu quả? Làm thế nào để tối ưu hóa nội dung với quy tắc số 7? Làm thế nào để tổ chức ý tưởng một cách hiệu quả? Và sử dụng những câu chuyện ở thời điểm nào? Nếu bạn muốn tạo liên kết với khán giả, thì bạn bắt buộc phải thu hút sự chú ý của họ, tạo cơ hội ảnh hưởng tới họ. Chương 4: Táo bạo.
bờ. Vì sao cần táo bạo trong một bài thuyết trình? Thực tế, các bài thuyết trình chỉ dừng lại ở mức truyền đạt thông tin, chứ chưa dừng lại ở việc dấu ấn cá nhân. Bởi vậy, một bài thuyết trình nhằm mục đích đưa ra quan điểm cá nhân cũng cần phải có yếu tố đặc biệt. Đó có thể là một sự sáng tạo nội dung với bố cục hoàn toàn mới, nhưng hợp lý với chủ đề đó. Chúng ta thường không dám vượt ra ngoài bộ khung tư duy về một bài thuyết trình cũ kỹ từ xa lơ xa lắc. Táo bạo là dám đầu tư thời gian, thậm chí là rất nhiều thời gian để bài thuyết trình trở nên tươi mới, hấp dẫn và thú vị. Tất nhiên, để táo bạo, chúng ta cũng cần phải có kỹ thuật, là chính mình, kể câu chuyện của bản thân, đồ họa bắt mắt, cụm từ viết tắt dễ nhớ. Chương 5. Kết thúc uy lực. Khi bài thuyết trình ở những phút cuối cùng, chúng ta cũng không được để những ấn tượng trôi đi nhanh chóng. Việc kết thúc bài thuyết trình hay kết thúc trình bày ý tưởng được tăng tính chắc chắn, logic khi chúng ta có những câu kết luận tóm lược ý vừa nói đúng cách. Một bài thuyết trình với một kết thúc chuẩn gồm ra tín hiệu kết thúc như là và cuối cùng thì vân vân. Nhắc lại nội dung chính, lời kêu gọi kết thúc chốt lại bằng từ ngữ hoặc câu nói. Mô hình BRI BE có thể áp dụng không chỉ trong một bài thuyết trình. Do đó, việc luyện tập mô hình này giúp chúng ta có thể học được những kỹ năng giao tiếp trong ứng xử xã hội, dù đặt dưới bất kỳ hoàn cảnh cụ thể nào. Do vậy, mô hình BRI BE trong 5 chương đầu tiên của cuốn sách sẽ được tách ra trong bài nói chuyện để độc giả có thể tham khảo rõ ràng hơn về thông điệp của toàn bộ cuốn sách. Phần 2, từ chương 6 tới chương 15. Chương 6, thiết kế kịch bản. Không phải bài thuyết trình nào cũng cần phải có kịch bản, nhưng để có một kịch bản thì yêu cầu sự chỉnh chu, ít sai sót. Nội dung chương 6 sẽ tập trung trả lời cho câu hỏi làm sao xây dựng một kịch bản thuyết trình, làm sao để tập dượt cho kịch bản. Với kịch bản diễn thuyết được xây dựng, người thuyết trình phải tập dượt để biến kịch bản trở thành điều mình muốn nói, chứ không phải là điều mình đọc. Do đó, bài thuyết trình sẽ tăng độ thuyết phục. Chương 7. Năng lực giọng nói. Thảo luận về phương pháp giúp bạn phát triển năng lực nói, tạo cảm giác chân thực thông qua các bài tập cụ thể. Năng lực giọng nói thể hiện qua câu chữ đầu tiên của một bài thuyết trình. Ở chương 7, tác giả hướng tới giải quyết những vấn đề trong việc nhìn nhận năng lực giọng nói và những khó khăn trong việc luyện tập để có được một giọng nói đủ tốt trong bài thuyết trình. Chương 8. Ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể chiếm 80% kết quả của một bài thuyết trình, nên nó đóng vai trò quan trọng trong bài thuyết trình ở bất cứ đâu. Ngôn ngữ cơ thể nâng cao sự tín nhiệm của người nghe với người nói, tăng thiện cảm của người nghe với người nói, tăng cường tác động thông điệp tới người nghe. Do vậy, việc kiểm soát ngôn ngữ cơ thể để xây dựng một bài thuyết trình chuyên nghiệp, tạo uy tín tới khán giả được hướng tới trọng trong nội dung của chương này. Chương 9. Tạo dựng dấu ấn phong cách. Không chỉ cơ bản mà trang phục bạn mặc trên người cũng giao tiếp với khán giả. Một bộ trang phục thu hút sẽ giúp diễn giả gây được sự chú ý tới người nghe, đồng thời tạo dựng được sự tin tưởng nhất là trong những giây phút đầu tiên của một bài thuyết trình. Một bộ trang phục có màu đỏ cà chua tạo cảm giác tự tin và đầy hưng phấn. Một bộ trang phục tối màu sẽ phù hợp trong trường hợp chưa tự tin, có phần lo lắng. Tại chương 9, tác giả mô tả về dấu ấn của một diễn giả với ngoại hình cũng góp phần quan trọng không kém tới kết quả của bài thuyết trình. Chương 10. Ảnh chân dung. Ở phần này, bạn sẽ học được cách làm việc với các nhiếp ảnh gia một cách hiệu quả, từ đó góp phần có một bức ảnh hoàn hảo trong bộ hồ sơ diễn giả. Chương 10. 1. Thái độ biết ơn. Lòng biết ơn là liều thuốc bổ của hệ thần kinh, giúp các diễn giả có thể tránh khỏi cảm giác bủa vây, lo lắng. Việc chuyển đổi cảm giác từ lo lắng sang biết ơn được định nghĩa là reframing. Bạn có thể lật ngược tình thế, biến bản thân từ một người sợ hãi ánh đèn sân khấu thành một người với phong thái chuyên nghiệp. Lòng biết ơn tạo dựng phong thái con người,
chịu ảnh hưởng bởi sức khỏe tinh thần và thể chất. Do đó, tác giả đề cập tới lòng biết ơn ở chương 11 để tập trung vào chất lượng của một bài thuyết trình trên góc độ tâm trí. Và những phương pháp để tập luyện biết ơn như thiền định, viết nhật ký, sử dụng công nghệ, v.v. Chương 12. Tự rèn luyện. Chương này tập trung vào việc thực hành rèn luyện của một diễn giả, tăng cơ hội bản thân để có một bài thuyết trình thành công, tận dụng tối đa từ sự chú ý của khán giả, kỹ thuật tự nhận thức bản thân, diễn tập tinh thần. Lấy cảm hứng từ chương trình chủ đề từ rèn luyện bản thân, Cost Yourself Up, một chương trình sâu sắc, hiệu quả nhưng đơn giản để thực hiện. Tác giả nhấn mạnh, để trở thành một diễn giả tốt thì bạn cũng cần phải tự rèn luyện, bởi người thầy tốt nhất không phải ai khác, chính là bản thân mình. Chương 13. Khó khăn và giải pháp. Là chương đầu tiên về giải pháp, giải quyết một số vấn đề nêu ra trong các khóa học với tác giả, và đó cũng là các giải pháp giúp bạn tránh được những rủi ro trong bài thuyết trình. Chương 14. Kiểm soát sự lo lắng. Điều khiến các dây thần kinh bản lĩnh khi thuyết trình. Chương này được xây dựng dựa trên nhiều cuộc phỏng vấn với các nhà lãnh đạo và chuyên gia tâm lý để tổng hợp những phương pháp kiểm soát cảm xúc khi đứng trên bục thuyết trình. Chương 14 cũng cung cấp nhiều ý tưởng mới trong thuyết trình. Chương 15. 10 bí quyết để làm chủ kỹ năng thuyết trình. Là một chương tổng kết của toàn bộ cuốn sách, tác giả đúc kết lại 10 lời khuyên dành cho các diễn giả, những nhà thuyết trình để tháo gỡ những khó khăn khi đứng trước công chúng. Cuốn sách Nghệ thuật thuyết phục lòng người trong kinh doanh đem tới những kỹ năng, kiến thức cần có trong một bài thuyết trình hoặc trình bày ý tưởng cá nhân. Lấy cảm hứng từ nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao tiếp nhằm hướng tới người đọc những kỹ thuật để có một sự chuẩn bị, phong thái, thuyết trình tốt nhất. Sự phát triển của xã hội đồng nghĩa công việc đang đòi hỏi nhiều hơn ở những người trẻ kỹ năng tư duy, phân tích và kỹ năng trình bày. Cuốn sách cung cấp lượng kiến thức rất cần thiết cho những ai muốn được học hỏi để vun đắp nhiều kỹ năng phục vụ cho xã hội, công việc. Những ai đang trên con đường trở thành nhà quản lý, CEO hoặc nhiều vị trí cấp cao khác. Audio review sách đến đây là hết. Bạn có thể đặt mua ngay cho mình quyển sách này qua đường liên kết ở trong phần mô tả bên dưới video. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.